sáng. Niềm tin ánh sáng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Niềm tin ánh sáng trên kênh Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin văn hóa liên quan đến cộng đồng người khiếm thị. Tiếp theo chương trình là những chia sẻ của ông Nguyễn Minh Nhật, Tổng biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ về nội dung cuốn sách Nấu ăn bằng cả trái tim. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng lắng nghe tâm sự của Nguyễn Thị Phương Thúy ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng về vai trò của chữ Braille. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị một số thông tin văn hóa liên quan đến cộng đồng người khiếm thị trong nước diễn ra thời gian qua. Theo thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, một chương trình hòa nhạc mang âm hưởng trong lành của ngày Giáng sinh đã được tổ chức vào tối 22 tháng 12 tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh nhằm gây quỹ từ thiện để phát triển tài năng âm nhạc cho trẻ em khiếm thị. Giai điệu Giáng sinh 2015 là chương trình do tổ chức Lighthouse Việt Nam phối hợp cùng trung tâm âm nhạc Crescendo và các sinh viên, học viên, giảng viên âm nhạc của Nhạc viện Thành phố thực hiện đã diễn ra trong một bầu không khí thực sự ấm áp. Rất ngạc nhiên, ba người sáng lập ra Lighthouse Việt Nam tuổi đời còn rất trẻ. Họ đều là những người từng du học ở nước ngoài trước khi về Việt Nam thực hiện dự án này. Phạm Nguyễn Huy, người sáng lập của Lighthouse Việt Nam cho biết, tổ chức mới thành lập vào dịp hè năm nay với đội ngũ ban đầu chỉ gồm 6 thành viên. Sau một thời gian hoạt động và giúp đỡ cho các công tác từ thiện tại mái ấm Nhật Hồng, Thiên Ân, số lượng thành viên tình nguyện của tổ chức đã lên tới hơn 20 người. Mục tiêu chung của tổ chức là sẽ mang các bài học về âm nhạc, dạy tiếng Anh, dạy thể thao vào đời sống của những người khiếm thị, giúp họ có một đời sống tinh thần phong phú và lạc quan hơn. Buổi hòa nhạc vào tối 22 tháng 12 đã để lại những ấn tượng tốt đẹp khi các học viên, giảng viên khiếm thị của trung tâm âm nhạc Crescendo mang đến không khí đậm chất Noel cho đêm nhạc với những tiết mục đa dạng như đàn piano, hát nhạc Giáng sinh theo phong cách rock bên cạnh những tiết mục đặc sắc của các giảng viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ số tiền thu được sau đêm nhạc là 57.510.000 đồng đã được Lighthouse Việt Nam gửi vào quỹ học bổng nhằm phát triển tài năng cho những học sinh khiếm thị. Thưa quý thính giả, thực hiện chủ trương đẩy mạnh các hoạt động nâng cao dân trí và đời sống văn hóa tinh thần của người khiếm thị, vừa qua Hội người mù huyện Vĩnh Tường đã phối hợp với Hội người mù tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ra mắt giới thiệu tủ sách chữ nổi Braille dành cho người mù. Để phục vụ bạn đọc, tủ sách đã được Hội người mù tỉnh Vĩnh Phúc chuyển về hơn 100 đầu sách, bao gồm các thể loại như sách văn học, khoa học tự nhiên, tài liệu, lịch sử truyền thống của hội. Tại buổi ra mắt, nhiều cán bộ hội viên đã bày tỏ sự phấn khởi khi hội mở tủ sách. Đây cũng là tổ chức hội cấp huyện đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Phúc triển khai tủ sách ở đơn vị cơ sở. Ngoài ý nghĩa hỗ trợ người mù tiếp cận với nguồn thông tin, sách báo, tài liệu, tủ sách còn góp phần quan trọng tạo thói quen đọc, sử dụng chữ nổi Braille của người mù trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tháng 12 năm 2015, nhà xuất bản Trẻ đã phát hành quyển sách Nấu ăn bằng cả trái tim của cô gái khiếm thị Christine Hà, quán quân MasterChef Mỹ mùa thứ 3, giám khảo vua đầu bếp Việt Nam mùa thứ 3. Đây cũng là lần đầu tiên nhà xuất bản Trẻ xuất bản thể loại sách nấu ăn. Cũng nhân dịp cuốn sách đến với độc giả Việt Nam, Christine Hà đã có buổi giao lưu, trò chuyện với bạn đọc Việt Nam về quyển sách tại nhà xuất bản Trẻ. Và trong phần tiếp theo của chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Nhật, Tổng biên tập, Giám đốc nhà xuất bản Trẻ về nội dung cuốn sách Nấu ăn bằng cả trái tim, cũng như không khí buổi giao lưu ý nghĩa của Christine Hà với độc giả Việt. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Minh Nhật, Tổng biên tập, Giám đốc nhà xuất bản Trẻ đã nhận lời mời tham gia chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay. Thưa ông, được biết trước đó cuốn sách Nấu ăn bằng cả trái tim đã đến với độc giả Việt Nam qua phiên bản tiếng Anh và tháng 12 này thì nhà xuất bản Trẻ đã giúp cho độc giả Việt có điều kiện để tiếp xúc với cuốn sách này thuận lợi hơn khi phát hành Nấu ăn bằng cả trái tim với phiên bản tiếng Việt. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về ý nghĩa của sự kiện này được không ạ? Với cái phương châm làm sách là nuôi dưỡng tâm hồn và khơi nguồn trí thức, thì với cái phương châm đó thì nhà xuất bản Trẻ luôn xuất bản những tác phẩm để phục vụ cho bạn đọc trong nước và ngoài nước của mình. Cái tác phẩm Nấu ăn bằng cả trái tim của tác giả Christy Hà là một tác phẩm có thể nói là một tác phẩm rất là thú vị. Tác phẩm được tập hợp những cái công thức, những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ, kể cả là những cái câu chuyện mà chị Christy Hà muốn chia sẻ xung quanh cái từng món ăn. Nó đậm tính chất của Việt Nam và nó mang đậm cái hồn của người Việt thông qua cái từng món ăn đó. Nhà xuất bản Trẻ chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những cuốn sách đáng để đọc và đáng để phục vụ độc giả của mình.
Cho nên nhà xuất bản trẻ đã xin nhượng quyền và được sự đồng ý của tác giả cũng như của nhà xuất bản giữ bản quyền. Nhà xuất bản lần này ấn bản tiếng Việt để phục vụ cho độc giả Việt Nam và chính thức ra mắt nhân cái dịp mà tác giả Dishna về nước làm cái giám khảo của cái Mastership của Vua Đầu Bếp Việt ở cái mùa này ở tại Việt Nam. Xin ông chia sẻ đôi điều về cuốn sách Nấu Ăn Bằng Cả Trái Tim ạ. Có thể nói là đại đa số phần lớn trong cuốn sách đó là những món ăn Việt. Cái đặc biệt trong cái cuốn này, khi mà trả lời phỏng vấn đó, là cái món ăn nào là chị yêu thích nhất, thì chị Dishna Hà có trả lời rằng điều này thật khó đối với chị, bởi vì là câu hỏi này cũng giống như câu hỏi là trong các đứa con thì chị thương đứa con nào nhất. Cho nên đó là có thể nói những cái món ăn được tập hợp ở trong quyển sách này nó gần như nó chứa đựng tâm huyết, chứa đựng tình cảm và nhiều cái chuyện về mặt tâm hồn của tác giả muốn gửi gắm với độc giả của mình. Đặc biệt trong đó có thể nói ấn tượng với tôi đó chính là món cá kho. Cái món cá kho là món rất nhiều người Việt đều đã biết cái món này, và món này là món mà tuổi thơ chị Dishna được cảm nhận được qua cái việc là người mẹ Việt của chị nấu cho chị ăn lúc khi chị còn trẻ. Và chị nói rằng là mặc dù chị đã rất là cố gắng nấu ăn cái món này, kể cả là đã được giải là Vua Đầu Bếp Nước Mỹ mùa thứ ba, nhưng mà theo cha của chị nói rằng thì chị nấu món cá kho này không bằng mẹ chị nấu. Cho nên điều thú vị của cuốn sách ở đây đó, nó không phải là công thức nấu ăn, nó không phải là kỹ thuật nấu ăn, mà nó còn là chứa đựng cái tình cảm, cái suy nghĩ, cái tấm lòng. Thật sự đúng như là tên cuốn sách đã gọi, đó chính là Nấu Ăn Bằng Cả Trái Tim. Cùng với việc phát hành cuốn sách thì vừa qua nhà xuất bản trẻ cũng đã tổ chức buổi giao lưu rất ý nghĩa giữa tác giả cuốn sách với độc giả. Ông có thể cho biết một số nội dung thú vị mà Christine Hà đã chia sẻ tại buổi giao lưu ạ? Buổi giao lưu tại nhà xuất bản trẻ có thể nói là cái khán phòng của nhà xuất bản trẻ đã được chen kín người, và thú vị là thành phần rất là đa dạng. Cho nên như vậy thì cái việc có thể nói rằng mối quan tâm đối với cuốn sách này nó không chỉ dành cho những chị, những gì mà thường gọi là những người làm nhiệm vụ nội trợ trong gia đình, mà còn có sự quan tâm của cả rất nhiều quý anh, quý chú, là những bậc nam giới cùng với các em. Cho nên là cái điều thú vị đầu tiên, cái không khí của bữa ngày hôm đó tôi rất là ngạc nhiên. Và mọi người nghe chị Dishna Hà chia sẻ cũng giống như là đặt những câu hỏi đặt ra đối với chị Dishna Hà về cái quan điểm của chị, về cái suy nghĩ của chị về món ăn Việt, rồi so sánh món ăn Việt với các món ăn khác ở trên thế giới, cũng như là vì sao chị nấu những món này, vì sao là chị lại làm cuốn sách này. Có thể nói là chị Dishna Hà chia sẻ rất là thẳng thắn, thật lòng và thú vị. Cái sự rất mà thuyết phục nhất, bởi vì tất cả theo đánh giá chủ quan của tôi, mọi người đều cảm thấy bị thuyết phục và có một sự kính mến đối với chị Dishna bởi những chia sẻ này rất là thật lòng. Chúng tôi đánh giá nó như là những chia sẻ, đúng là những chia sẻ từ trái tim. Và những chuyện gì mà nó từ trái tim thì nó sẽ đến với trái tim. Cho nên là cái bữa ra mắt thật sự là ấn tượng, ấm cúng, tình cảm và có nhiều ý nghĩa. Ông có cho rằng độc giả Việt Nam đến dự buổi giao lưu đông đảo như vậy không chỉ là để gặp mặt với một vua đầu bếp tài năng mà còn là để gặp gỡ một cô gái khiếm thị dòng nghị lực không ạ? Chị Dishna là một người khiếm thị, nhưng mà khi tôi tiếp xúc với chị, tôi không nghĩ là chị Dishna có một cái việc gì đó mà hạn chế trong cái việc giao tiếp hay là trong cái việc trình bày suy nghĩ của mình đối với người khác. Tôi thấy chị Hà đã vượt qua được những cái khó khăn của bản thân mà hòa nhập rất là tốt, cũng như là làm chủ được cái cuộc sống của mình hiện tại. Ngày hôm đó chị Hà đi cùng với người thân của mình là phu quân của chị Hà, là một bữa trao đổi nó cũng rất là thẳng thắn và rất là tự tin. Cho nên tôi không nghĩ rằng người ta đến đó vì do chị Hà là người khiếm thị, mà tôi cho rằng cái lớn hơn chính tài năng và tâm hồn, trái tim của chị Dishna Hà nó đã thuyết phục độc giả, và những cái câu chuyện mà chị chia sẻ nó làm cho chúng tôi cảm động hay là độc giả người ta cảm động. Dĩ nhiên trong đó nó cũng có yếu tố là cái sự vượt khó của chị Dishna Hà, vượt khó vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn của bản thân để mà đạt đến sự thành công trong cuộc sống giống như hiện tại. Không chỉ là người có biệt tài nấu ăn, Christine Hà còn là một tấm gương sáng nhờ biết chiến thắng số phận. Thông qua việc phát hành cuốn sách Nấu Ăn Bằng Cả Trái Tim của cô,
nhà xuất bản trẻ còn mong muốn gửi thông điệp gì tới cộng đồng để góp phần thay đổi nhận thức đối với những người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng ạ? Tôi không nghĩ là nó chỉ cho những người khuyết tật, tức là những câu chuyện mà được chia sẻ thông qua cái phát biểu của chị Lý Sinh Hà, cũng như là những cái câu chuyện được chia sẻ thông qua quyển sách, tôi nghĩ rằng nó có giá trị và có ý nghĩa với mỗi người chúng ta. Bởi tất cả chúng ta ai trong lòng cũng có mẹ cha, tất cả chúng ta ai trong lòng cũng có quê hương, tất cả chúng ta ai trong lòng cũng muốn khát khao cuộc sống nó tốt đẹp hơn và nó sống có ích cho mọi người xung quanh của chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn ông với những nội dung thú vị mà ông đã dành để chia sẻ cùng chương trình. Một thế giới không ánh sáng, không màu sắc, không hình ảnh, chỉ còn lại một màu đen. Đó thực sự là điều thật đáng sợ đối với bất kỳ ai đang là một người khỏe mạnh, bình thường, bỗng trở nên mù lòa. Nhưng trong thế giới với sự ngự trị của bóng tối ấy, người khiếm thị vẫn có thể tìm lại nguồn ánh sáng với một loại chữ đặc biệt, chữ nổi Braille. Phần cuối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với tâm sự của cô gái trẻ Nguyễn Thị Phương Thúy ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đôi mắt của tôi vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Đó là khoảng thời gian đủ dài để tôi hiểu được cuộc sống của một người mù là như thế nào. Một thế giới không ánh sáng, không màu sắc, không hình ảnh, chỉ một màu đen. Đó thực sự là điều đáng sợ với bất kỳ ai đang là một người khỏe mạnh, bình thường, bỗng trở nên mù lòa như tôi. Tôi mất đi sự tự tin năng động của cô gái 20 tuổi, trẻ trung đầy ắp ước mơ, dự định trên giảng đường đại học rộng mở. Bao đêm tôi thức trắng khóc một mình vì nỗi ám ảnh khi tỉnh dậy sẽ vẫn là một màn đêm bao trùm không có bình minh. Căn bệnh sơ cứng giải rác quái ác đã khiến tôi mất 2 năm tập luyện chân tay để có thể vận động như người bình thường và quen với việc sinh hoạt trong bóng tối. Khi sức khỏe ổn định hơn, tôi xin được tham gia sinh hoạt trong hội người mù của quận Kiến An. Tôi sung sướng khi biết rằng người mù có thể đọc và viết giống như người sáng nhờ một loại chữ gọi là chữ Braille. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chú hội trưởng đến nhà gặp gỡ và đưa cho tôi xem chiếc bảng cùng cây bút viết chữ nổi, đồng thời báo cho tôi lịch học của lớp học chữ nổi tại quận hội. Tôi đã rất háo hức và tò mò tự hỏi tại sao chỉ với một chiếc bảng và một cây bút giống như một chiếc tô vít như thế này lại có thể giúp người mù viết và đọc. Tôi đã có câu trả lời sau những buổi học đầu tiên. Tôi hiểu rằng chữ nổi không phải là những chữ cái mà tôi đã được học và vẫn sử dụng suốt 20 năm qua được in nổi lên để sờ đọc, mà nó là một hệ thống những ký hiệu rất logic và khoa học. Giai đoạn đầu học chữ nổi, tôi đã rất vất vả để có thể gắng tập chọc cho đều chấm và quen tay không bị mỏi. Việc nhớ các quy ước về vị trí các chấm tương ứng với các chữ cái, dấu thanh, dấu câu, các con số đối với tôi không quá khó. Nhưng việc đọc bằng cách cảm nhận qua đầu ngón tay thì không hề đơn giản. Đã có những lúc tôi chán nản, không muốn học nữa. Nghĩ rằng mình mất bao năm ăn học phấn đấu, nay lại phải tập sờ đọc từng chữ cái như một đứa trẻ. Thực sự là đau khổ nhất khi những ngón tay sau thời kỳ bị liệt cũng kém nhạy cảm hơn rất nhiều. Không ít lần tôi ngồi hàng tiếng đồng hồ mới đọc được một đoạn văn bản chỉ ngắn vài câu. Bàn tay mỏi nhừ, đọc xong chữ này lại quên mất chữ trước. Nhưng tôi hiểu rằng biết đọc biết viết là kỹ năng cần thiết, là nền tảng cơ bản để phát triển, và chữ Braille là chìa khóa để tôi cũng như hàng triệu triệu người mù khác mở ra cánh cửa tri thức, nên tôi đã quyết tâm học. Càng học tôi càng thấy được điều kỳ diệu của chữ Braille. Dù giờ đây khi khoa học công nghệ thông tin phát triển, có rất nhiều phần mềm và thiết bị hỗ trợ cho người mù, nhưng với tôi, chữ Braille vẫn luôn có một vị trí quan trọng. Chữ Braille được biểu diễn trong một ô hình chữ nhật đặt đứng gồm các chấm nổi, có thể nhận biết khi sờ bằng đầu ngón tay. Mỗi ô có tối đa 6 chấm. Bên trái gồm 3 chấm lần lượt từ trên xuống dưới là chấm 1, chấm 2 và chấm 3. Bên phải gồm 3 chấm lần lượt từ trên xuống dưới là chấm 4, 5 và 6. Do sự xuất hiện của các chấm khác nhau mà ta có các ký tự khác nhau. Có thể nói học chữ Braille là học cách tư duy và học tính kiên trì. Nó giúp người mù rèn luyện và phát triển toàn diện ưu thế của đôi bàn tay cũng như trí óc. Sự biến hóa của 6 chấm nhỏ đã tạo nên một thế giới ngôn ngữ sinh động, mang đến cho người mù ánh sáng của tri thức, thắp sáng nuôi dưỡng những tâm hồn, những ý tưởng. Sau khi học chữ Braille, tôi tự tin tham gia các khóa đào tạo tại Trung tâm Phục hồi Chức năng cho Người mù, Hội Người mù Việt Nam. Nhờ các khóa học, tôi đã có thể sử dụng máy tính kết nối với bạn bè tìm hiểu thông tin và có được nhiều niềm vui khác trong cuộc sống. Máy tính hay điện thoại đã trở thành những vật dụng quen thuộc, nhưng tôi vẫn thích đọc những trang chữ nổi và luôn rèn luyện để mình có thể đọc viết nhanh hơn. Tôi nhận thấy điều đặc biệt đó là khi viết và đọc những tài liệu bằng chữ nổi, tôi thấy mình nhập tâm hiểu và nhớ sâu hơn thay vì chỉ nghe qua file audio hay giọng đọc của phần mềm hỗ trợ máy tính. Bản thân chỉ mới được tiếp cận với chữ nổi hơn 2 năm nên tôi sẽ còn phải tiếp tục học và rèn luyện nhiều hơn để nắm vững, đồng thời khai thác hết những ưu thế của việc sử dụng thành thạo chữ Braille. Tôi tin rằng với việc không ngừng được cải tiến, chữ Braille sẽ không mất đi vị thế quan trọng của nó trong hệ thống giáo dục đào tạo dành cho người khiếm thị.
tôi cũng tin rằng những chia sẻ của mình cũng là những suy nghĩ của những ai đã, đang và sẽ dùng chiếc Braille trong cộng đồng người khiếm thị Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Quý thính giả thân mến, chương trình Niềm tin ánh sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Những người làm chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác và đóng góp của quý thính giả. Thư và bài viết quý vị có thể gửi tới chương trình theo địa chỉ: Chương trình Niềm tin ánh sáng, kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, tầng 10, số 58 Quán sứ Hà Nội, hoặc thư điện tử niềmtinanhsang@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.